kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút ngày thứ ba 24 tháng 8 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Long An tiếp nhận và phân bổ trang thiết bị y tế cho các đơn vị điều trị COVID-19. Biên phòng tăng gia sản xuất hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến. Mỹ cấp phép đầy đủ cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, BioNTech. Chiều ngày 24 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác chính phủ kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc cung cấp thực phẩm để bảo đảm chủ trương ai ở đâu ở đó. Tại tỉnh Long An, tiếp giờ làm việc với đoàn có Bí thư tỉnh ủy Long An, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc, cùng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Sở Chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh Long An. Báo cáo giữa Phó Thủ tướng và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng trên dưới 500 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh trên 19.000 ca. Tính đến 16 giờ ngày 24 tháng 8 đã điều trị khỏi hơn 12.000 ca và có 231 ca tử vong. Hiện tỉnh Long An đang tập trung mọi nguồn lực để dập dịch tại các địa phương vùng đỏ, gồm huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và thành phố Tân An. Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và huy động nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện công tác cách ly, chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tháp điều trị 3 tầng nhằm giảm tối đa tỷ lệ tử vong, đồng thời khẩn trương thực hiện sàng lọc, bóc tách F0 cộng đồng và tiêm vaccine cho các địa phương trong tỉnh. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, với tình hình dịch bệnh diễn biến tương đối phức tạp như hiện nay, tỉnh Long An cần chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống dịch bệnh có thể phát sinh. Đây là giai đoạn vàng để tỉnh Long An có thể kiểm soát và khống chế dịch. Do đó, địa phương phải huy động nguồn lực cho công tác này, đặc biệt là tập trung cao độ cho công tác sàng lọc toàn bộ dân số để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chúng ta phải quyết tâm ngăn chặn bằng được và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ra khỏi địa bàn để khắc phục các cái khó khăn như hiện nay và nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh. Thì đây là cái mục tiêu mà cố gắng là địa bàn chúng ta phải đưa ra. Nghị quyết của tỉnh ủy rồi của thường vụ rồi của hội đồng rồi của chúng ta phải có cái chỉ đạo quyết liệt như thế này bằng mọi cách. Và chúng ta phấn đấu làm sao phải đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi địa bàn của mình. Song song các nhiệm vụ nói trên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, muốn ai ở đâu ở đó, không di chuyển để kiểm soát dịch thì phải có giải pháp cung cấp thực phẩm cần thiết. Do đó, tỉnh Long An phải cố gắng thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa để bảo đảm có đủ lương thực, thực phẩm để người dân tiêu dùng, tạo mọi điều kiện cho người dân an tâm ở nhà, cùng chung sức đồng lòng với chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành Nguyễn Văn Khải báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tình hình tiêu thụ thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành cho biết. Từ đầu năm 2021 đến nay, nhất là đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, tình hình sản xuất và tiêu thụ trái thanh long của huyện Châu Thành gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ trái thanh long trong thời điểm đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, huyện Châu Thành đã tổ chức test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm PCR miễn phí cho lực lượng lao động sản xuất thanh long. Nếu có kết quả âm tính sẽ được ra đồng và vào kho thanh long làm việc, nhưng phải thực hiện đúng nguyên tắc 5K và sau 3 ngày phải test một lần. Đồng thời quản lý chặt công nhân làm việc tại các kho về nhà trọ và ngược lại. Với cách làm này đã tạo điều kiện cho người dân trong huyện vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất. Chiều hôm qua, ông Trương Giang Nọ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Cần Đước về công tác phòng chống dịch. Đến nay thì huyện Cần Đước đã ghi nhận 1.329 ca dương tính với SARS-CoV-2.
các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung cao nhất công tác phòng chống dịch với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, quyết tâm bảo vệ mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. Công tác tiêm vaccine được thực hiện nghiêm túc, công tác xét nghiệm sàng lọc, truy vết, cách ly được thực hiện kịp thời, tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An Trương Văn Nọ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tổ COVID cộng đồng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo các quy định giãn cách tại cộng đồng dân cư, phát huy hiệu quả tại các chốt chặn, tổ cung ứng hàng hóa thiết yếu, quyết tâm chuyển hóa vùng đỏ, giữ sạch vùng xanh. Tất cả cùng chung tay góp sức, khống chế dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Sáng nay, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa Trần Thế Luân kiểm tra điểm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại trường Trung học cơ sở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Đợt này, huyện Thủ Thừa xét nghiệm cho 25.492 hộ với 101.746 nhân khẩu. Đối với các xã thị trấn vùng nguy cơ có ca nhiễm bệnh, thực hiện test nhanh kháng nguyên, đồng thời thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp 10. Theo kế hoạch thì các xã thị trấn thực hiện xét nghiệm sàng lọc người nhiễm COVID-19 trong 2 đợt và hoàn thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2021. Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa Trần Thế Luân yêu cầu các điểm xét nghiệm phải tổ chức chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, xử lý tình huống nhanh và đúng quy định trong công tác sàng lọc, tầm soát, từ đó phát hiện bóc tách tất cả F0 để chuyển cách ly, điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Cùng với đó, thị xã Kiến Tường cũng đang triển khai xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên toàn địa bàn thị xã nhằm kịp thời phát hiện người bị nhiễm SARS-CoV-2, ngăn chặn và cách ly triệt để, tránh lây nhiễm mới trong cộng đồng. Theo đó, ngành y tế tiến hành xét nghiệm PCR mẫu gộp 10, giải gộp các mẫu dương tính ngay khi có kết quả xét nghiệm. Sau khi có kết quả RT-PCR mẫu gộp dương tính, sẽ tiến hành cho cách ly tại nhà, khu nghi ngờ hoặc địa điểm cách ly tạm thời và tiến hành truy vết. Khi có kết quả giải gộp các mẫu dương tính, nếu hộ gia đình có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì giải phóng, dương tính thì truy vết, cách ly, điều trị theo quy định. Thời gian thực hiện chiến dịch trong tháng 8/2021, thực hiện 2 đợt một xã phường, mỗi đợt cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Tổng số mẫu dự kiến thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp 10 là 1.250 mẫu. Đối tượng thực hiện là tất cả các hộ dân trên địa bàn các xã, phường trong thị xã. Hôm nay, huyện Đức Hòa tiếp tục tổ chức test sàng lọc cộng đồng và tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho các xã thị trấn có nguy cơ cao trên địa bàn huyện, gồm xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Thượng và thị trấn Hồng Nghĩa cùng các doanh nghiệp. Theo đó, huyện tổ chức 89 tổ test sàng lọc và tiêm ngừa COVID-19 cho vùng nguy cơ và doanh nghiệp. Trong đó có 47 tổ test sàng lọc và 42 tổ tiêm ngừa COVID-19 tại các xã thị trấn, 2 tổ tiêm ngừa tại các doanh nghiệp. Riêng đơn vị thị trấn Hậu Nghĩa sử dụng phương châm 4 tại chỗ, 100% nguồn lực tại chỗ, thị trấn vận động 2 đoàn y bác sĩ tại địa phương khám chỉ định và tiêm ngừa cho bà con. Việc test sàng lọc do lực lượng tình nguyện viên tại chỗ thực hiện. Bên cạnh đó, xã Đức Hòa Thượng ngoài 3 tổ tiêm được hỗ trợ, xã cũng sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ hỗ trợ công tác test sàng lọc. Huyện Đức Hòa đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ test sàng lọc toàn dân nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vaccine COVID-19 để sớm tạo miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2021, huyện đã tiêm hơn 127.000 liều vaccine. Phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1 tháng 9 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Tân Hưng thực hiện nghiêm kiểm soát chặt người dân ra đường theo chỉ thị 16. Theo đó, huyện Tân Hưng đã thành lập các chốt kiểm soát cố định và lưu động trên toàn địa bàn. Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, các lực lượng tuyên truyền nhắc nhở người dân cần tuân thủ tuyệt đối việc giãn cách theo chỉ thị 16. Thực tế cho thấy, ý thức của người dân trên địa bàn huyện được nâng lên, việc người dân đến xin giấy để đi đường giảm hẳn, vấn đề đi lại mua nhu yếu phẩm cũng không còn. Các tuyến đường giờ chỉ còn lực lượng làm nhiệm vụ đi tuần tra là chính, người dân hầu hết đều ở yên một chỗ để phòng chống dịch bệnh. Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, người dân trên địa bàn huyện Tân Hưng cần tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần tự giác phòng chống dịch, theo phương châm ai ở đâu ở đó.
các lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các chốt cố định và lưu động. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần bảo vệ thành quả chống dịch của huyện nhà trong suốt thời gian qua. Chỉ hơn một tuần, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc bắt quả tang hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 11 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2021, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 50 phát hiện đối tượng Võ Văn Tâm, sinh năm 1986, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên người của Tâm có 0,1705 gram heroin. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Giuộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Tâm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 22 tháng 8 năm 2021, cũng tại chốt kiểm soát nói trên, đã phát hiện bắt giữ đối tượng Châu Quốc Khánh, sinh năm 1980, ngụ khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc. Phát hiện trên người Khánh có cất dấu 0,0865 gram heroin và 0,0120 gram methamphetamine. Chuyển sang thông tin vui cho ngành y tế tỉnh nhà. Long An đã tiếp nhận 2.366 trang thiết bị và 605.000 vật tư phòng hộ từ các đơn vị tài trợ và kịp thời phân bổ cho các đơn vị điều trị COVID-19. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Hậu Nghĩa được trang bị hệ thống oxy trung tâm. Hiện hai bệnh viện này đã lắp đặt xong và đang hoạt động. Hơn 500 bình oxy được trang bị cho bệnh viện tầng 3, bệnh viện tầng 2 và tầng 1. Hơn 337 máy thở, gồm máy thở chức năng cao, máy thở xâm nhập, máy thở dòng cao HFNC và máy thở xách tay cũng được kịp thời phân bổ trong đợt này. Các đơn vị cũng được phân bổ thêm máy lọc máu, máy chụp X-quang di động, máy đo SpO2 kẹp tay và cầm tay, monitor theo dõi bệnh nhân. Ngoài ra, hệ thống máy xét nghiệm real-time PCR cũng được tăng cường với 12 máy, công suất là 3.300 mẫu đơn một ngày. Ngoài ra, còn có nhiều trang thiết bị chuyên môn khác. Thưa quý vị, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, thời gian qua, đồn biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng còn tổ chức nhiều hoạt động tăng gia sản xuất, cải thiện khẩu phần cho đơn vị, đồng thời mang rau củ quả do chính các cán bộ chiến sĩ trồng gửi đến hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn. Ngoài những giờ tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, hàng ngày các chiến sĩ đồn biên phòng Sông Trăng chăm sóc vườn rau khoảng 100 mét vuông này, bởi đây không chỉ là nguồn rau củ bổ sung khẩu phần ăn hàng ngày cho các anh em trong đơn vị, mà số lượng nông sản này còn được gửi đến hỗ trợ cho bà con khó khăn và các khu vực cách ly bệnh viện dã chiến trên địa bàn. Trồng rau là chia ca ra là một sáng 2 người 1 ca, rồi trồng rau là cuốc đất, gieo giống và ấy gom và tưới nước. Và thông qua những việc này, trồng rau không đáng bao nhiêu tiền nhưng muốn gửi đến các đơn vị chức năng bệnh viện dã chiến, mong cho họ mau sớm khỏe bệnh về với gia đình và mong chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Để có được các sản phẩm rau củ tươi sạch mang đến hỗ trợ cho người dân nghèo và bệnh viện dã chiến, các chiến sĩ trong đơn vị đã phải thức dậy từ sáng sớm để thu hoạch, bỏ vào bao bì, kịp thời mang đến cho bà con và các khu cách ly, bệnh viện dã chiến vào mỗi buổi sáng. Tùy theo khả năng của mình, thì trồng được một ít rau củ quả nên là đã là gửi ra để cho hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến số 10 để là đảm bảo cái thêm cái phần ăn cho bà con, cho nó góp phần giải quyết cái khó khăn vào lúc này. Thì cũng là một cũng coi như đó là một phần công sức nhỏ bé của cán bộ chiến sĩ cùng với chính quyền địa phương, đội ngũ y bác sĩ cũng như nhân dân trên địa bàn thì ủng hộ và cùng chúng ta đẩy lùi COVID-19. Cứ mỗi đợt như vậy, đơn vị thu hoạch khoảng 100kg rau củ các loại như mồng tơi, rau dền, cải xanh, bầu, bí, đu đủ. Do tự tay chăm sóc nên các sản phẩm nông sản này đều là thực phẩm sạch, không có chất bảo vệ thực vật, từ đó tạo thêm những bữa ăn an toàn và dinh dưỡng cho bà con, bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. Thời gian qua, Bệnh viện Dã chiến số 10 đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện về cái nguồn lương thực thực phẩm để phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bệnh nhân. Thì trong đó thì phải kể đến nguồn rau củ quả của cái đồn biên phòng Sông Trăng.
nhờ cái nguồn thực phẩm sạch từ cái việc tăng gia sản xuất của đồn biên phòng Sông Trăng cũng như là những nguồn thực phẩm khác, thì bệnh viện dã chiến số 10 của chúng tôi cũng đã cung cấp được những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong cái thời gian điều trị tại đây. Những việc làm tuy nhỏ của lực lượng bộ đội biên phòng Sông Trăng nhưng hiện lên tình cảm lớn lao, sự gắn bó mật thiết, sẵn sàng sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, không để bất cứ người dân nào bị bỏ lại ở phía sau. Điều này góp phần tô thắm hình ảnh phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Một số nội dung trong phần tiếp theo của chương trình: hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An; Mỹ cấp phép đầy đủ cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer BioNTech. Sáng nay, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đến làm việc với Công an tỉnh Long An về tình hình an ninh trật tự trong và sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Trong 8 tháng năm 2021, hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 437 vụ, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, từ ngày 8 tháng 7 2021 đến nay, hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế và giảm 52% so cùng kỳ. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự biểu dương ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát hình sự trong 8 tháng năm 2021 đã góp phần kéo giảm hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Long An, lực lượng cảnh sát hình sự cần tăng cường hơn nữa, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác, phối hợp đồng bộ các lực lượng có liên quan trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm hình sự nói riêng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 24 tháng 8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An do Thượng tá Huỳnh Diệt Lê Kha, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc. Đoàn ghi nhận lực lượng tham gia tại các điểm chốt đã thực hiện nghiêm các quy định, việc kiểm soát, lập danh sách, lấy thông tin đầy đủ của những người dân khi đi qua các chốt được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, làm tốt việc hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định tại điểm chốt. Thượng tá Huỳnh Diệt Lê Kha động viên chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia phòng chống dịch, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tại các chốt phối hợp với các lực lượng làm tốt nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Cùng ngày, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến số 24 của tỉnh tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc với quy mô 2.500 giường. Phó Chỉ huy trưởng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giuộc chuẩn bị tốt về lực lượng, cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận người dân về cách ly khi có tình huống xảy ra. Sáng nay 24 tháng 8 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ hai với hình thức trực tuyến nhằm đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện, quản lý điều hành nhà nước của Ủy ban Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Ông Dương Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì kỳ họp. Bên cạnh đánh giá lại các hoạt động thời gian qua, tại kỳ họp, các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện liên quan đến nhiều lĩnh vực như quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với nhiều công trình xây dựng hạ tầng, di tích lịch sử. Nghe Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân khóa 12 với nhiều nội dung quan trọng và giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đưa ra về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2021. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1420 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Dự án trên 244 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc do công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Tel Long An đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án 2.590 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 440 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án. Trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các trình tự, thủ tục đối với việc đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng các dự án trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Thống nhất phương án sử dụng chung hạ tầng khu công nghiệp trong quá trình thực hiện và sau khi khu công nghiệp đi vào hoạt động giữa các nhà đầu tư thứ cấp này và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Ngày 24 tháng 8, 2021, Công an phường 2, thành phố Tân An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng một trường hợp về hành vi báo tin giả đối với cơ quan chức năng. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 2021, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tân An nhận tin báo của Phạm Hoàng Phú, sinh năm 1989, ngụ phường 2, thành phố Tân An, trình báo bị mất trộm số tiền 62 triệu đồng để trong cốp xe mô tô đậu trước nhà. Sau khi nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, công an xác định không có đối tượng nghi vấn nào đột nhập vào khu vực nơi đậu xe của Phú. Đồng thời, qua làm việc, lời khai của Phú có nhiều mâu thuẫn. Qua đấu tranh, Phú đã thừa nhận hành vi báo tin giả bị trộm cắp tài sản. Không tìm được thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa chậm, khiến cho cua ở miền Tây tiếp tục rớt giá, mất giá thêm 100.000 đồng mỗi ký. Vào năm trước, cua chắc thịt loại từ 2 đến 3 con một ký có giá là 400.000 đồng mỗi ký. Trước khi có dịch thì giá cua thịt giảm từ 300.000 đồng xuống 250.000 đồng. Lần giảm tiếp theo là 180.000 đồng một ký. Còn hiện nay, tùy theo chất lượng cua thịt mà tư thương mua từ 100.000 cho đến 150.000 đồng mỗi ký, cua gạch giảm từ 350.000 đồng xuống còn 250.000 đồng mỗi ký. Theo dự báo của các công ty thủy sản, khi mà các tỉnh khu vực Nam Sông Hậu nới lỏng giãn cách thì giá tôm sẽ tăng. Tuy nhiên, hiện giá tôm sú và tôm thẻ các loại tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa tăng do các nhà máy vẫn chưa đẩy mạnh việc thu mua tôm vì lượng công nhân trở lại các xưởng sản xuất chưa nhiều. Hiện tôm sú loại 30 con một ký có giá là 180.000 đồng mỗi ký, loại 40 con một ký có giá là 160.000 đồng mỗi ký. Nếu những năm trước đây, trám nếp đen Cao Bằng được bán với giá là 250.000 đồng một ký, thì năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, loại quả một năm mới có một mùa này chỉ còn 120.000 đồng một ký, rẻ một nửa so với năm ngoái. Hiện mới vào mùa trám nếp đen Cao Bằng, nhưng mà trên chợ mạng, hầu hết tiểu thương chỉ rao bán với giá chỉ từ 90 cho đến 130.000 đồng một ký, tùy loại là trám đen Cao Bằng hay là Hà Tĩnh. Trong đó, các bà nội trợ ở thành phố đặt mua nhiều vì cho rằng loại trám này tốt cho sức khỏe, nhất là với những người ăn chay.